Nóng. Những cách để tăng tỷ lệ câu được cá anh đào mới Play Together. Play Together vừa ra mắt 6 loại cá anh đào mới rất xinh đẹp. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để câu được cá anh đào dễ dàng hơn để sưu tập nhé. Đầu tiên, chúng ta có thể tăng 50% xác suất câu được cá anh đào bằng mồi anh đào. Để có thể chế tạo được vật phẩm này, các bạn cần đến gặp NPC thương gia cáo ngay dưới gốc cây anh đào trong bản cập nhật vừa rồi. Mỗi mồi câu sẽ yêu cầu một đóa hoa anh đào, bột mì và nước. Bạn có thể nhặt được những đóa hoa anh đào nằm rải rác khắp đảo Kaia và chế tạo chúng. Thứ hai, để đạt được hiệu quả cao hơn, bạn có thể tậu ngay cho mình một chiếc cần câu anh đào hoàn toàn mới. Về ngoại hình, chiếc cầu câu với hình dáng tựa như một nhánh cây cùng với những bông hoa anh đào vừa mới chấm nở. Bất cả khi di chuyển hay sử dụng, cần sẽ cho ra hiệu ứng cánh hoa anh đào bay trong gió dọc theo đường đi. Vào ban đêm, phần búp non nằm trên đỉnh và mồi câu sẽ phát ra một ánh sáng hồng nhẹ đặc trưng. Đối với chỉ số, cần câu anh đào có chỉ số tương tự như cần câu tình yêu diệu kỳ đã được ra mắt trước đó khi cùng tăng 80% xác suất thành công. Điểm nổi bật hơn so với các cần câu còn lại chính là cầu câu anh đào sẽ tăng tuyệt đối 100% xác suất câu được những loài cá anh đào mới xuất hiện trong bản cập nhật vừa rồi. Nếu có thể kết hợp cả mồi câu anh đào và cần câu anh đào thì tỷ lệ câu được cá anh đào sẽ rất cao đó nha. Ngoài ra, hồ bốc thăm được lấy cùng chủ đề hoa anh đào mang tên chỗ câu cá anh đào cũng bao gồm một hồ nước chuyên dùng để câu những loài cá anh đào đặc biệt này. Những ai muốn hoàn thành bộ sưu tập cá anh đào một cách nhanh chóng chắc chắn không thể bỏ qua những vật phẩm cực xịn mới toanh này đâu đó nha. Bạn thấy sao về cầu cần câu anh đào và những loài cá anh đào mới này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận nhé! Chúc các bạn chơi vui!